Chào mừng quý vị đang đến với một điểm tin giáo hội Hoàn Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tin giáo hội Hoàn Vũ Các giáo hội chuẩn bị cho việc cử hành lại thánh lễ có giáo dân. Khi tình hình đại dịch tương đối suy giảm, các giáo hội tại châu Âu đang chuẩn bị để cử hành lại các thanh lễ có giáo dân tham dự với những biện pháp an toàn để bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa lây lan virus corona. Tại Bỉ, các giám mục đang nghiên cứu cách tổ chức cử hành lại các thánh lễ với sự tham dự của các tín hữu. Sau khi bị đình chỉ từ tháng 3 do đại dịch virus corona, Vấn đề được bàn thảo trong cuộc họp video ngày 28 tháng 4. Trong đó, các giám mục bày tỏ mong muốn được cử hành lại các buổi phụng vụ có giáo dân tham dự. Thông cáo của hội đồng giám mục nhấn mạnh rằng các giám mục đồng cảm với ao ước được tham dự các cử hành phụng vụ lại, nhưng cũng khẳng định rằng trong mọi tình huống cần phải tôn trọng các quy tắc bảo vệ sức khỏe tại Thụy Sĩ. Hội đồng giám mục hy vọng có thể cử hành thánh lễ lại vào ngày 21 tháng 5, lễ thăng thiên hoặc trễ nhất vào ngày 31 tháng 5, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nhưng chính phủ liên bang Thụy Sĩ đã xác định là chỉ có thể bắt đầu vào ngày 8 tháng 6, tức là bắt đầu giai đoạn thứ ba. Các giám mục đã chuẩn bị kế hoạch để bảo đảm cử hành trong sự an toàn tối đa bằng cách tuân giữ các quy tắc. Tại Pháp, các giám mục rất thất vọng. Đối với kế hoạch được chính phủ công bố vào ngày 28 tháng 4, theo đó, các cử hành tôn giáo có tín hữu tham dự sẽ được cử hành lại vào ngày 2 tháng 6, chứ không phải vào ngày 11 tháng 5 ngày dự kiến bắt đầu giai đoạn đầu tiên nới lỏng các hạn chế chống lây nhiễm. Trong thông cáo của Hội đồng Thường trực của Hội đồng Giám mục Pháp ngày 29 tháng 5, dù chia sẻ mối quan tâm của chính phủ để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh hết mức có thể, các giám mục Pháp nói rằng họ không hiểu tại sao chính phủ cho rằng việc cử hành thánh lễ thông thường lại có thể tạo điều kiện lây lan virus và cản trở việc giữ khoảng cách an toàn so với nhiều hoạt động sẽ sớm hoạt động trở lại. Tại Ý, sau khi thảo luận với Bộ trưởng Nội vụ Luciana Clamore, các giám mục Ý đã đưa ra các biện pháp an toàn để cử hành các lễ an táng từ ngày 4 tháng 5 tới đây. Với số người tham dự là người thân trong gia đình và không quá 15 người. Đức cha Stefano Russo, tổng thư ký hội đồng giám mục ý cho biết, một vài quy định như những người tham dự nghi lễ sẽ được đo nhiệt độ. Những ai đang sốt trên 37,5 độ sẽ không được tham dự. Các tín hữu không di chuyển đi lên rước lễ nhưng vị chủ tế sẽ đến trao Mình Thánh Chúa cho từng người. tin Vatican. Đức Hồng y Tacle được nâng lên đẳng Hồng y giám mục. Hôm mùng 1 tháng 5, thông cáo phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh cha đã thăng Đức Hồng y Louis Tacle, tổng trưởng bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc và Đức Hồng y Beniamino Stegla, tổng trưởng bộ giáo sĩ lên đẳng Hồng y giám mục. Đức Hồng y Antonio Tacle là tổng giám mục Milan từ năm 2011 đến năm 2020, Ngài là một nhân vật nổi bật trong Thượng Hội đồng Giám mục về Giới Trẻ năm 2018. Một năm sau, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các dân tộc. Thay thế Đức Hồng Y Fernando Finoli, từ năm 2015, Đức Hồng Y Stagler cũng là Chủ tịch Caritas Quốc tế một tổ chức gồm 165 cơ quan phát triển và cứu trợ công giáo quốc gia. Chúng ta hiểu về Hồng y đoàn như thế nào? Các thành viên Hồng y đoàn được phân thành 3 cấp bậc: Hồng y Phó tế, Hồng y Linh mục và Hồng y Giám mục. Các Hồng y giám mục là cao cấp nhất. Theo truyền thống, sáu hồng y công giáo Latin được bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa ở các nhà thờ cổ ở vùng phụ cận Roma. Các thượng phụ công giáo đông phương cũng là các hồng y giám mục. Đức Thánh Cha chỉ định Đức Hồng Y Stella là hồng y giám mục tại nhà thờ hiệu tòa Porto Santa Rufina. Trước đó là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Roger Echegaray đã qua đời vào ngày 4 tháng 9 năm 2019. Đức Thánh Cha không chỉ định một nhà thờ hiệu tòa cho Đức Hồng Y Tắc Lê, thay vào đó, Ngài ra một phúc chiếu ban cho Đức Hồng Y Tắc Lê có tư cách hoàn toàn như các Hồng Y Giám Mục khác. 14 Hồng Y Giám Mục Vào tháng 6 năm 2018, Đức Thánh Cha đã mở rộng số các Hồng Y số hồng y giám mục nhiều hơn sáu vị theo truyền thống và đã bổ nhiệm một số hồng y giám mục mà không chỉ định các nhà thờ hiệu tòa cho các ngài đó là đức hồng y pietro parolin quốc vụ khanh tòa thánh đức hồng y leonardo sandri tổng trưởng bộ các giáo hội công giáo đông phương đức hồng y mark Oiles, tổng trưởng bộ giám mục và Đức Hồng Y Finoli, nguyên Tổng trưởng Bộ Loan Báo tin mừng cho các dân tộc. Với việc thăng hai Đức Hồng Y stacle và Stella, số Hồng Y giáo mục hiện nay là 14 vị. Phụ tá Camerlengo, Đức Tổng giáo mục Ison de Jesus Montanari. Hôm mùng 1 tháng 5, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Ison de Jesus Montanari, Tổng thư ký Bộ giám mục làm phụ tá Camelango. Trợ giúp vị tránh Camelango là Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Camelango có nhiệm vụ xác nhận sự qua đời của vị giáo hoàng đương nhiệm và quản lý tài sản tạm thời của tòa thánh trước khi bầu giáo hoàng mới. Tin Hoa Kỳ và Canada Các giám mục Hoa Kỳ và Canada tái thánh hiến quốc gia cho mẹ Maria. Các giáo phận trên khắp Hoa Kỳ và Canada đã liên kết với nhau hôm 1 tháng 5 để tái thánh hiến quốc gia cho Đức Trinh Nữ Maria qua việc hiệp nhất cầu nguyện để được thoát khỏi đại dịch virus corona. Việc tái thánh hiến này đã được hai hội đồng giám mục Hoa Kỳ và Canada thông báo tuần trước trong nỗ lực chung phó thác hai quốc gia này cho Đức Mẹ trong thời gian đau khổ vì đại dịch virus corona, các giám mục cùng các tín hữu của giáo phận của mình đã được khuyến khích cùng tham dự qua livestream sáng thứ sáu ngày 1 tháng 5 tại nhà thờ Chánh Tòa Đức Mẹ các Thiên Thần ở Toronto, Đức Hồng y Thomas Colin hướng dẫn các giám mục canada trong lời cầu nguyện thánh hiến vào ban chiều đức tổng giám mục jose gomez của los angeles chủ tịch hội đồng giám mục hoa kỳ đã hướng dẫn các giám mục trong một cử hành phụng vụ trực tuyến từ nhà thờ chánh tòa los angeles ngài nói hôm nay chúng ta xin đức mẹ thương xót đoái nhìn chúng ta để giúp đỡ con cái của mẹ trong thời gian thử thách này khi nhiều người đang chết và đức tin của chúng ta đang bị thử thách chúng ta xin mẹ cầu bầu với con của mẹ để bảo vệ và giải thoát chúng ta khỏi sự ác của virus corona này chúng ta phó thác cho trái tim hiền mẫu của mẹ tất cả đau khổ và lo lắng của chúng ta tất cả lo sợ tương lai của chúng ta ngài cầu nguyện Xin Mẹ Maria, là Mẹ Thiên Chúa và Nữ Vương các Thiên thần, tiếp tục hướng dẫn toàn giáo hội ở Hoa Kỳ. Xin cho chúng con ghi nhớ trong lòng điều Mẹ đã dạy chúng con, Thiên Chúa đã làm những điều kỳ diệu cho chúng ta và lòng thương xót của Người tồn tại muôn đời. Hoa Kỳ được Đức Cha John Carroll của Baltimore giám mục công giáo đầu tiên ở Hoa Kỳ. Thánh hiến cho Đức Mẹ lần đầu tiên vào năm 1792. Vào năm 1847, quốc gia này được tái thánh hiến và Đức Mẹ vô nhiễm được chọn làm bổn mạng của Hoa Kỳ. Mục điểm tin giáo hội Hoàn Vũ của trang thông tin Giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin lần sau